Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì có mấy anh em hỏi mình là muốn mua cái bộ gắp hộp xích của Dream Thái mới và cũng như là full cái bộ ốc bắt hộp xích luôn, thì anh Đạt có thể cho ra một cái combo hay không? Thì ok, hôm nay mình giới thiệu cho anh em bộ gắp hộp xích. À đúng rồi, để lấy thêm cho anh em bộ ốc nữa. Ốc cho anh em nha, lấy cho anh em bộ ốc luôn, ốc hộp xích luôn. Rồi ok, thì nó phải có đủ bộ như vậy anh em về anh em bán nhiều mới ngon được. Ok ha, thì bây giờ mình tiến hành thôi. Ở đây là mình có một cái hộp xích của Dream Thái nha anh em nha. Hộp xích zin của Dream Thái mới 100%. Giá là 600 ngàn. Một cái gắp của Dream Thái mới giá là 900. Là bộ này là 1,5 triệu nha anh em nha. Rồi, và một túi ốc hộp xích của Gia Băng của Dream Thái luôn thì nó là 350 nữa. Là nếu mà bộ này tính ra thì tổng của nó sẽ là 1,850,000, thì khi anh em mua thì tính anh em 1,800,000 được rồi, bớt cho anh em 50,000 cho nó vui vẻ. Ok, đây anh em ha. Rồi đây là gắp, mình mở gắp trước rồi mình sẽ mở hộp xích sau nha. Cái giấy gói mình xin phép mình cắt gọn nó qua một bên nha anh em nha, để cho nó đỡ tốn diện tích. Ok, đây đây là cái ốc của hộp xích này, giao băng nha anh em nha. Rồi cái này phải từ từ sẽ gỡ sau. Và đây là cái hộp xích sẽ cắt ra. Đây, hộp xích nó cụt hái nha anh em nha. Rồi mình sẽ cắt ra mình qua cho anh em coi. Ok ha. Rồi xong, đây là những gì còn lại sau khi bỏ hộp ra, mình sẽ gỡ hết ra cho anh em coi. Cái này thì nó có một cái miếng này, nó là miếng giấy chống chảy đây nè, chứ không phải là chống sóc đâu nha. Miếng này nó chỉ chống chảy thôi, nó khá là dày nhưng mà nó chỉ chống chảy thôi. Chứ còn chống sóc thì nó thẳng, cái này không chống sóc nổi đâu. Đó, xích đây nè ha. Đó, có một bên luôn. Cái hộp xích này nó không có tem nha nè, nó không có tem đâu. Anh em muốn thì anh em có thể mua tem thêm. Đạt thì Đạt bán tem thì cũng chỉ bán nguyên bộ thôi chứ không có bán lẻ nha nè. Wow, đẹp quá nhỉ. Quá đẹp rồi nè mọi người. Nhìn đã chưa? Rồi ok ha. Tiếp theo là gắp, mình sẽ mở gắp ra cho anh em coi luôn. Gắp này thì độ dạng xịn nhất rồi. Nó có một loại nữa nhưng mà loại nó hình tầm 600 ngàn em, nhưng mà cái loại nó rất là mỏng hơn loại này nhiều. Loại này là dày nhất và loại này là chuẩn loại zin, bấm điện full cho anh em luôn. Full dàn bấm điện cho anh em. Gắp này thì nó rất là dày ha. Màu cũng rất đẹp luôn. Đây, nhìn thấy không? Màu gắp rất là đẹp, gắp rất là dày. Đó, thì đây là cái bộ gắp và hộp xích của anh em lên full combo bộ này là cực kỳ đẹp. Rồi, thì mình sẽ quay chi tiết từng món một cho anh em ha. Đầu tiên là hộp xích đi. Quay hộp xích trên cho anh em trước. Cái màu của nó rất là đẹp, để mình sẽ quay máy qua đây ha. Nhìn cho nó dễ nhìn. Đây, màu sẽ đúng hơn. Rồi, đây. Đây là bộ hộp xích của mình ha. Đó. Đây là hộp xích của Dream Thái nha này nha. Đây là miếng trên này. Anh em nhìn cho mình hai cái lỗ bấm điện rất là sâu luôn. Chuẩn như hành zin luôn nha. Đó, hai cái lỗ bấm điện rất là sâu. Và màu của bộ hộp xích này rất là trắng như này nha, chứ nó không có mà bị bạc đâu. Trắng rất là đẹp. Đó, trắng đẹp lắm. Chứ nó không có bị bạc, không có bị xấu như là super nha nha. Nhiều cái bộ hộp xích giả này nó chỉ làm được cái màu của super thôi, khi mà cái màu trắng của Dream Thái như này thì nó làm không có được. Tại vì cái màu trắng của Dream Thái nó thuộc dạng màu trắng sữa nè. Màu trắng sữa ha. Đấy anh em thấy không? Rất là đẹp nha. Màu trắng sữa, đây là mặt sau này. Là mặt sau ha. Ở phía dưới thì anh em thấy nó có cái cài luôn. Đây, nó có bộ phận cài cho anh em luôn, anh em cài vô là nó sẽ chuẩn. Đây. Cài vô hết nha. Phía trong là full bấm điện nhàn trong luôn này. Được chưa? Rất đẹp nha. Màu sơn thì thôi khỏi phải bàn rồi, màu sơn là quá đỉnh rồi nha. Đó, thì cái giá của một bộ này nó chỉ có tầm 600 thôi. Bộ hộp xích nha anh em nha. Đó, hộp xích là 600. Đây là bộ gắp này. Gắp thì cái màu nó khá sậm nha anh em, nhưng mà cái màu nó anh em ra ngoài nó sẽ tím hơn một chút. Đây mình sẽ đợi sáng cho anh em coi. Rồi, nó sẽ tím như vậy nha. Rồi, ra ngoài cái màu tím này anh em sẽ dễ thấy hơn. Ở trong thì cái màu tím nó rất là đậm, tím nó khá đậm nha, sậm chuẩn như theo xe luôn. Đó.
ra ngoài thì nó sẽ dễ thấy cái màu tím này hơn. Nói chung theo mình thì cái gắp này là cực kỳ đẹp luôn này, anh em nhìn cái dàn bấm điện của nó phê đừng hỏi luôn nha. Chờ cực kỳ dày luôn, anh em nhìn cái bát này nó dày siêu dày luôn. Còn những cái loại hàng rẻ tiền nêu nó rất là mỏng, cái gắp cầm nặng cực kỳ. Mình không có cái cân ở đây nhưng mình cân cho anh em, cái gắp này rất là nặng và rất là đẹp này, full dàn bấm điện phía trong này. Chờ, khủng khiếp không. Đấy, cái gắp này có 900 là quá rẻ nha anh em nha. Ok, và cuối cùng là bộ ốc hộp xích của Dream Thái nha. Thì sẽ gỡ ra cho anh em coi. Ốc này là ốc hàng da băng luôn, hộp hàng đắt tiền luôn. Sẽ gỡ hết bịch 4 con này cho anh em coi. Một bộ nó gồm có 4 con nha anh em nha. 4 con, 4 long đền dính liền luôn. Này, hộp dạng hàng VIP. Anh em chơi bộ này vào xe là đúng là xe anh em xe dọn mới, anh em chơi bộ này là hết bài nha. Bao cam kết với anh em là chuẩn cực kỳ luôn. Vào xe là không phải nghĩ rồi. Rồi. Còn ở đâu rồi? Đây. Wow, ốc vàng khè này anh em. Ốc vàng ươm nha. Rất là đẹp luôn. Anh em thấy con ốc nó vàng không? Đó. Và có một con là chấm bi nha. Đó, con này chấm bi này. Còn mấy con còn lại nó sẽ là số 10 nha anh em. Thì bốn con ốc này. Hàng made in da băng. Giá của nó là 350.000. Thì full combo thế này luôn, anh em về là chỉ việc anh em vào xe là hết bài rồi. Hết nước chấm luôn ha. Đó, để anh em là chúng ta cần, để anh em có thể quan tâm liên hệ với shop. Chung là bộ này vào xe thì phải gọi là cực kỳ đẹp và cực kỳ sang rồi. Nên là chơi mà dọn mới mà chơi được bộ này thì phải gọi là quá đẹp. Tại vì đồ dọn mới thì nó có một cái vấn đề xảy ra là đôi khi đồ nó hơi mỏng, nhưng mà anh em chơi cái bộ này vào xe cam kết với anh em dày dặn và rất là bền luôn, chứ không có phải mà nó dạng nó bị mỏng hay nó bị yếu như là những cái bộ mà rẻ tiền khác đâu nha anh em nha. Bộ này thì nó thuộc dạng là hàng VIP, hàng chuẩn cho anh em rồi. Giá của nó thì cũng rất là tốt cho anh em. Có 600 900 là 1.500.000, 1.850.000 thì khi anh em mua nguyên combo thì tính anh em 1.800.000 thôi. Đó, thì cái giá này cũng cực kỳ là tốt rồi, thoải mái để anh em lên xe rồi. Anh em nào cần liên hệ với shop nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều.